Tới hẹn lại lên, mời các bạn tham gia M2 Fan Art 2022 lần tổ chức thứ 6. Thời gian này các anh em ở M2 thì còn lu bu khi mà đang tái cơ cấu lại tổ chức, tới giờ vẫn chưa xong đó các bạn ơi. Nhưng mà dù có bận tới đâu thì chắc chắn là không thể nào quên được cuộc thi thường niên ở M2, đó chính là M2 Fan Art. Ở năm thứ 6 này chúng ta sẽ thi lại đề tài của năm đầu tiên với chủ đề là đẹp khoe éo phải che. Cách thức rất là đơn giản, bạn hãy vào trong nhóm Facebook có tên là M2 Deal Store Yu-Gi-Oh Sport lên trên màn hình nha các bạn. Chụp ảnh một lá bài bạn đang cầm trên tay sao cho thật thú vị và độc đáo, đăng hình vào nhóm kèm vài dòng chữ và có hashtag là M2Fanart2022. 6 bạn có số lượt like nhiều nhất sẽ giành phần thưởng của M2 Fan Art năm nay. Sau đây là một số quy định để bức ảnh của bạn được duyệt đăng vào nhóm. 1. Ảnh chụp thấy rõ chỉ một lá bài bạn đang được cầm trên tay. Bàn tay của bạn cần phải được rõ ràng trong hình chụp. Lá bài thấy được effect và hiệu ứng phản quang nếu có. 2. Lá bài sử dụng là lá bài thật chính hãng Yu-Gi-Oh, Pokemon, Dragon Ball Super và Digimon với ngôn ngữ là tiếng Anh TCG. Nếu lá bài đã được cấp chứng nhận ở M2 BCA hoặc là M2 UB rồi thì ngôn ngữ nào cũng được. 3. Nội dung của status phải dài hơn 160 ký tự và tuân thủ các quy định của nhóm M2 Deal Store Yu-Gi-Oh Support. 4. Bạn bắt buộc phải ghi chữ này vào bài viết dấu thăng M2 Fan Art 2022. Đây là hashtag của cuộc thi để tiện cho phân loại và thống kê kết quả. Mỗi bạn chỉ tham gia một hình. Lưu ý là đợt này mình thi về lá bài chứ không phải thi hoa hậu nên các bạn đừng chụp thấy mặt nha. Mắc công là các chị gái, em gái ẩm hết các giải thì các anh chỉ có nước uống éo mà thôi. Đây là một bài mẫu để bạn tham khảo. Rồi bây giờ là giải thưởng. Có 6 giải dành cho 6 bạn có hình dự thi được yêu thích nhất, tức là được like nhiều nhất đó các bạn. Mỗi bạn sẽ nhận được một bộ bọc bài ngẫu nhiên trong số 6 mẫu bọc bài đang hiện trên màn hình. Đây đều là các bộc bài chính hãng do Konami sản xuất, số lượng là 70 cái cho mỗi bộ. Đồng thời, nếu muốn, bạn có thể gửi lá bài thắng giải của bạn về phòng tiếp nhận của M2 để thẩm định M2 BCA hoàn toàn miễn phí. M2 BCA sẽ có một nhãn thông tin đặc biệt để ghi nhận thắng lợi của bạn. Tổng giá trị giải thưởng của chúng ta ở M2 Fan Art năm nay là 2,5 triệu đồng. Thời gian diễn ra cuộc thi từ bây giờ cho tới 12 giờ trưa của ngày thứ Hai 12 tháng 12. Kết quả ngay khi có sẽ được công bố trên kênh YouTube của M2 Deal Channel. Vui lòng tham khảo chi tiết sự kiện ở link bên dưới video này và ở phần comment. Đừng chần chờ nữa, tham gia càng sớm càng có lợi. À, lưu ý nhỏ là các bạn mới chưa có vào nhóm, hiện tại thì muốn xin vào sẽ bị duyệt hồ sơ rất là khó khăn. Các bạn nhớ trả lời đầy đủ các câu hỏi và bình tĩnh chờ đợi nha.